Hoàng gia Anh cho biết vương miện thánh Edward tâm điểm cho các lễ đăng quang của các vị vua nước này trong hơn 350 năm qua đã được di rời khỏi tháp London để chuẩn bị cho lễ đăng quang của Vua Charles đệ tam vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Trước đó, thì chiếc vương miện lịch sử này đã được sử dụng kể từ lễ đăng quang của Vua sắc đệ nhị vào năm 1661. Vương miện Thánh Edward đã được sử dụng kể từ lễ đăng quang của vua George đệ nhị vào năm 1661 và thường được trưng bày tại tháp Luân Đôn. Chiếc vương miện này được chế tác thay thế một phiên bản thời Trung Cổ có từ thế kỷ 11 và bị nấu chảy vào năm 1649. Vương miện Thánh Edward được tạo thành từ một khung bằng vàng nguyên khối có đính hồng ngọc, thạch anh tím, ngọc bích, ngọc hồng lựu, đá hoàng ngọc và đá bích tỷ. Giống như phiên bản thời Trung Cổ, vương miện này cũng có bốn chữ thập và bốn hoa bát hợp. Ngoài ra vương miện cũng có một chiếc mũ nhung với một dải lông chồn lần gần nhất chiếc mũ được sử dụng trong lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị năm 1953. Điện Buckingham không nói rõ vương miện sẽ có những thay đổi gì.